Chào Thu Tâm. Và hôm nay thì Nguyễn sẽ lên cái mẫu trầm núi rừng mọc tự nhiên trước và những cái hàng VIP có trong ngày hôm nay. Đây 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 là chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên, có mix với những cái cham ngọc hòa điền, giá là 4.260, giá là 4.260, nhưng loại trầm này là trên hàng chung nha cả nhà mình, nó là 7-10 với hàng VIP luôn á. Và những cái cham ngọc hòa điền này là mệnh nào đeo cũng được hết nha cả nhà, mệnh không có kỵ mệnh, cham ngọc hòa điền là không có kỵ mệnh nha. Cham ngọc hòa điền là mang đến nhiều cái năng lượng tốt, nhiều cái sức khỏe luôn, cho nên là cham ngọc hòa điền là mệnh nào đeo cũng được hết. Và cái chuỗi 108 trầm núi rừng mọc tự nhiên này mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ. Và cái nữa là mình càng đeo nó càng đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp luôn, nó lên dầu bóng rất là đẹp. Còn những cái loại hàng dù là trầm núi rừng mọc tự nhiên nhưng mà loại mấy trăm đô, loại hàng thấp hơn thì mình đeo nó sẽ bị khô nha. Còn cái hàng này là mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp. Dạ. Nó sẽ không có bị khô cái hạt trầm. Rồi, ai đang coi chương trình này, Trầm Hương cùng với Trầm Hương và Nắng cùng với MC Đức Tiến nha. Có câu hỏi nào comment hoặc là gọi về số phone là 7145889989. Đây là chuỗi Trầm Hương 108, hàng này hàng núi rừng tự nhiên, hàng thật 100% và có giấy chứng nhận hàng thật từ công ty nha. Có mix với đại trầm hòa điền là hợp với tất cả các bổn mạng của quý vị ha. Và đương nhiên là hàng VIP, hàng thật, giá cả của nó phải là tương xứng nha, chứ không phải vài trăm đô nha quý vị, giá là 4.260 đô đó. Cho cái chuỗi này. Và tiếp theo đây là loại trầm VIP hạt 8 ly có mix với lại bi vàng 18k. Loại trầm này là loại VIP nha cả nhà, mình chỉ thua mỗi cái hàng dách lầu là hàng chìm nước tự nhiên thôi, không thua bất cứ loại trầm nào hết, giá là 2.800 đô dành cho cổ tay nữ. Và khi quý vị biết tới cái hàng chìm nước tự nhiên đó là phải đúng là cái trầm chìm nước tự nhiên nha, chứ không phải là cái trầm mà sánh chìm sánh ghép như ở ngoài đang bán rất là nhiều, đó là hàng đã qua xử lý màu và mùi và keo của hóa chất, chứ không phải là trầm zin 100%. Cho nên là khi là cái hàng mà hàng VIP bên công ty Trầm Hương Nguyễn á là chỉ thấp hơn cái hàng chìm nước tự nhiên, vì là cái hàng chìm nước tự nhiên nó cực kỳ hiếm và nó cực kỳ mắc, vì là mấy ngàn ký hàng thì cái lõi chính giữa, cái độ dầu nhiều nhất nó mới chìm, chứ không phải là đơn giản mà nó chìm, cho nên cái hàng chìm nó rất là mắc. Chào chị vui vẻ, chào chị vui vẻ. Tiếp đến đây là cái vòng đeo tay, vòng đơn này dành cho nữ đúng không? Cái này là trầm hương núi rừng bao nhiêu ly ta? Cái đó là hàng VIP luôn, hàng 8 ly. 8 ly, giá là 2.800 đó. Mấy chị em nào mà đang tìm một cái vòng đeo tay đơn giản, gọn nhẹ nhưng mà hàng VIP để chúng ta được thưởng thức, được hưởng được cái trầm hương núi rừng tự nhiên, chúng ta chọn mẫu này nha, cho các cái tay nhỏ nè, 2.800, có giấy chứng nhận nha. Có giấy chứng nhận hàng tập 100%, gọi nó là an tâm để mua và tự tin để tặng nha. Chào, hello, chào chị vui vẻ, chào Annie, Hồ Nguyễn. Annie K. Nguyễn nha, và các anh chị mà trên cái hai trang đang coi Đức Tiến và Trầm Hương Nguyễn. Ủa, anh Đức Tiến anh đăng like cái nào vậy? Facebook luôn. Lại live stream ở trên kia mà nó chập chờn quá nên nó tiến chuyển sang Facebook cho nhiều người coi nên nó dễ luôn nha. Rồi. Và bây đây tiếp theo đây là cái chuỗi 216 hạt. 216 hạt trầm núi rừng mọc tự nhiên, và đây là tầm hàng chung nha, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp. Và ý nghĩa của cái chuỗi 216 là 2 là mãi, 1 là nhất, 6 là lộc, là mãi nhất lộc, và lộc mãi mãi cũng là 216. Và mình có thể quấn vào 5 vòng trên cổ tay giống như Hương Nguyễn đang đeo nè, đó 5 vòng trên cổ tay nha, và mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp, vì cái này là tầm hàng chung. Cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên mà tầm hàng chung nha, giá là 3.780. Giá là 3.780, và mình có thể quấn vào cổ tay 5 vòng, hoặc có thể là mình đeo cách này cũng rất là dễ thương nè. Mình đeo một cái vòng sát cổ và một cái vòng dài, đó mình đeo kiểu này. Đó, mình đeo cái kiểu này nha cả nhà mình nha. Đó, cái kiểu này mình đeo rất là đẹp. Mình đeo một cái sát cổ và một cái dài xuống, và cái đó là được một hai kiểu nha. Và thêm một kiểu nữa là mình thắt gút như thế này. Đó, mình thắt gút như thế này, mình đeo giống như kiểu ngọc trai vậy đó. Đó, mình đeo, mình mặc đồ gì đeo cũng đẹp hết. Cái 216 hạt này là mình đeo được tới 3 kiểu luôn. Dạ, mình đeo được tới 3 kiểu nha. Đeo được 3 kiểu. Giá của cái 216 hạt này là 3.780. Dạ, 3.780, và mình càng đeo nó càng đậm màu và nó càng bóng nha. Chào cả nhà mình, chào chào chị Huyền Phan. Chào Như Nguyễn, chào Annie Nguyễn ở bên của anh Đức Tiến nha. Annie thiên vị quá nha Annie nha. Trầm Hương Nguyễn like không bao giờ vô coi chứ, anh Tiến like cái nhảy vô coi liền à. Đó, thì đâu biết đâu, hên xui đi. Biết tưởng lại cái gì đâu đó kìa, bay qua bay lại luôn đó. Rồi, anh chị nào mà đang tìm mua sản phẩm Trầm Hương nha, hàng núi rừng tự nhiên, hàng thật, có giấy tờ chứng nhận nha, và trên tờ giấy đó có thông tin hình ảnh rõ ràng. Tiến luôn nói lại là gì?
an tâm để mua và tự tin để tặng ha. Đây là cái chuỗi này là 216 hạt, rất đẹp, rất nhỏ và duyên dáng nha. Vẫn là hàng núi rừng tự nhiên, giá nó cao chút xíu nhưng mà so ra xứng đáng nha. 3780 đó. Để mà tiện được một cái chuỗi 216 hạt đó đó. Thí dụ cái hạt 6 ly đi là nó đã dụng 70% hàng, nhưng mà cái hạt 216 này nó còn dụng ác nữa, nó dụng hàng rất là nhiều luôn. Mùa này là phải nói là hương thơm trầm hương nó tỏ ra ngọt ngào. Chào Holy Ly. Thanh Tâm Kiều. Dung Nguyễn. Chào Chu Đi Phan. Chào cả nhà mình. Các anh chị giúp cho Đức Tiến và Hương Nguyễn nha, bằng cách đơn giản lắm, không phải cho tốn tiền, không tốn hết trơn, comment một dấu chấm, một trái tim trên cái trang livestream này để cho nhiều người cùng xem. Và ai đang cần mua trầm hương, ai đang cần tìm đến mua trầm hương, mình mua cho mình, mua cho bạn bè của mình, cho người thân của mình, cứ comment và tag tên họ vào đây dùm cho Đức Tiến và Hương Nguyễn nha, sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và ai cần đặt hàng custom, muốn mua hàng bao nhiêu tiền, mua hàng loại gì, giá tiền bao nhiêu, có mix với đá, khắc tên, khắc chữ gì, công ty Trầm Hương Nguyễn đều làm theo ý của quý vị hết. Chào Ngọc Anh Nguyễn, chào chị Đặng Hương. Chào chị Đặng Hương nha. Và đây là trầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 6 ly, có mix với lại Trang Ngọc Hòa Điền luôn nè. Cũng dành cho cổ tay nữ, và mình có thể quấn cổ tay 4 vòng, hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. Có mít với lại bi vàng 18k, giá là 2960. Và cái loại trầm này là tầm hàng chung nha, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp, chứ nó không có bị khô giống như những cái hàng tự nhiên mà hàng thấp. Cho nên là cái này mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp luôn. Giá là 2980. Giá là 2980 nha cả nhà mình. Đó, quý vị nghe 2000 mấy, 3000 mấy, 1000 mấy cũng có nha. Nói chung là sẽ có nhiều cái giá khác nhau và nhiều loại trầm khác nhau để phục vụ theo đúng cái yêu cầu, cái nhu cầu của mọi người nha. Đó, đây là cái chuỗi này đây, chuỗi 108, này cũng là trầm Hòa Điền luôn hả? Giờ là trầm Hòa Điền và bi vàng cho quý vị luôn, giá của nó là 2960. Đó, 2960 đây. Hello, dạ. Ba Hải, ba dạ, Hải. Dạ, chào chị vui vẻ, like vòng tay măng coi nhé, bạn chị bên Mỹ xem, dạ, dạ. Em có cầm cái vòng măng coi trên đây. Chào Thu Trần, chào chị Thu Trần nha. Chào chị Thu Trần. Rồi và đây là cái dây chuyền đeo sát cổ nè, dây chuyền đeo sát cổ nha. Đây là cái dây chuyền đeo sát cổ, size hạt của nó là 6 7 8 10. Ủa, là hát ghê ta. Dạ, size hạt là 6 7 8 10 nha cả nhà mình. Có mix với lại cham bạc 925 màu đỏ, hợp với lại người em được lên đẹp cả hai màn hình luôn á. Cái này là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ Dung nha Nguyễn. Dạ, hợp với lại người mệnh hỏa An và Chu. Mệnh thổ An Chu, đây mình đeo sát sát cổ rất là dễ thương luôn, hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Và cái loại trầm này là tầm gần như hàng chung mình đeo á, mồ hôi dầu mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng rất là đẹp luôn. Giá là 2960 nha cả nhà mình. Giá là 2960. Cái trầm núi rừng mộc tự nhiên loại gần hàng chung như thế này, giá là 2960. Mùa Vu Lan đã đến rồi nha cả nhà ơi. Các anh chị đã mua quà tặng cho mẹ mình chưa, cho ba mình chưa, hay là cho ông bà cho mẹ mình chưa? Hôm nay thế nào có comment trên Facebook mà nó không còn cười quá trời cười luôn. Nói là suốt ngày Vu Lan lên trên Facebook xong đăng nói con thương mẹ, con yếu, con kính nhớ cha mẹ, cha mẹ là biển trời, lai láng là biển cao, ở nhà hỗn láo sức sượt. anh Khang Nguyễn ở Việt Nam đăng cá lên đọc mà cười quá trời cười luôn. Dạ không sao hết, mọi người có một cuộc sống không, nhưng mà quan trọng hơn hết thì cái gì mình làm được thì mình cứ làm nha. Đó, những cái chuỗi trầm hương như thế này là cái sản phẩm vật gần như là mang ý nghĩa tinh thần và giá trị cho người được tặng và người được nhận luôn đó. Và mình nói thật một câu luôn, có nhiều người gia đình coi như là con mua tặng cho ba mẹ hộp xoàn vàng hay là tiền á, ba mẹ chưa kịp xài mà đứa khác vô xỉa trơn rồi. Thiệt luôn, trầm hương nó không bán, nó không xỉa được đâu nha. Nên là mua tặng trầm hương là an tâm, những đứa khác nó không xin, nó không xỏ được, nó không xỉa được, không đi cầm được đó. Mua trầm hương là tặng đích thực cho người được nhận và cái lòng mình nha. Đó là điều mà tôi tiến thật lòng khuyên luôn đó. Chào chị Thu Tăng, chào chị Thu Tăng, chào Dung Nguyễn, chào Thu Trần. Yeah. Và tiếp theo đây là cái vòng măng coi nha. Vòng măng coi cái này là cũng gần như hai hàng chung. Yeah. Mình đeo nó sẽ đậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp, nếu mà là mùa hôi dầu nha. Giá là 1200 đô. Cho cái vòng măng coi dành cho cổ tay nữ, giá là 1200 đô dành cho cổ tay nữ. Và cũng có cái loại trầm núi rừng mộc tự nhiên vòng măng coi, nhưng mà giá là 550, 500 cũng có nha cả nhà mình. Tùy theo cái độ dầu nó khác nhau, mẫu mã nó có thể giống nhưng mà cái độ dầu á, nó sẽ khác nhau. Cái gam dầu cân nặng nó cũng sẽ khác nhau, vì mỗi một cái thân cây gió bầu nó sẽ tạo trầm khác nhau hết. Khi nó được tạo tự nhiên cho nên là sản phẩm mình nhìn thấy nó giống giống nhưng mà nó không có
giống đâu, mẫu giống thôi chứ cái loại chầm nó sẽ khác. À, giá là 1.200 đô cho cái vòng măng coi chầm núi rừng mọc tự nhiên này. Từ bây giờ tới đây Tiến sẽ cố gắng là mỗi lần Tiến lên livestream cùng với Hương Nguyễn là sẽ livestream cùng lúc luôn, vừa trên trang fanpage Trầm Hương Nguyễn và trên trang Đức Tiến, để cho quý vị nào cần coi, cần đặt câu hỏi á, là tự do đọc luôn, và cần mua chốt gì cơ hội mua luôn nha. Hello Nhân Quách ở Việt Nam nè, rồi các chị Thu Tăng nè. Đó, đây là vòng Tăng, vòng đơn Nguyễn. Đeo tay nè, vòng đơn đeo tay trầm hương núi rừng tự nhiên. Hello anh Hoàng Đức Huy. Đó, giá là 1.200 nha, trầm núi rừng tự nhiên. Đó, anh Huy có cần mẫu nào thì comment bên dưới nha. À, Đức Tiến và Hương Nguyễn chuẩn bị tháng 9 đi Việt Nam cầm về cho anh luôn. Đó, đây là dành cho nữ đúng không? 1.200, yeah. Vòng đeo tay măng coi có thánh giá nha. Dạ, yeah. Và đây là trầm núi rừng mọc tự nhiên. À, hạt của nó là 10 ly nha, hạt của nó là 10 ly. À, mít với lại viên đá màu đen. Đá màu đen này là hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim, vì là thổ sinh kim. Giá là 560 đô cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên này. À, giá là 560 đô cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên. À, và cả nhà mình ơi, à, cái viên đá này là bên công ty Trầm Hương Nguyễn có đổi cái màu đá cho quý vị được nha. À, giá là 560 đô dành cho cổ tay nữ, dành cho cổ tay nữ nha. À, giá là 560 đô cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên. Hello Võ Thanh Phung, Võ Thanh Phùng. Tiếp đến hàng núi rừng luôn ha. Dạ, hàng núi rừng luôn mà phải nói giá rất là mềm dễ mua nè. Anh chị nào nói là muốn mua một cái vòng đeo tay hàng núi rừng tự nhiên mà giá nào mềm mềm á, khoảng chừng 600-700. Dạ đây, đây là mẫu này, đây là mẫu vòng đeo tay. Giá là 560 đô, 560 đô mix với đá màu đen. Riêng cái đá này chúng ta an tâm đổi màu đá được nha. Trầm hương núi rừng tự nhiên mình an tâm để mình mua, tự tin để mình tặng nha. Có giấy tờ chứng nhận thông tin hình rõ ràng. Thích mẫu nào comment bên dưới, công ty Trầm Hương Nguyễn có làm custom cho quý vị nha. 560 đô. À, chào Nhàn Nguyễn. Và hello, đây là cái hạt 14 ly. À, đây là cái hạt 14 ly dành cho cổ tay nam nha. Hạt 14 ly dành cho cổ tay nam. À, trầm núi rừng mọc tự nhiên, giá là 1.200. Ôi ơi, Thanh Nguyễn tới bây giờ mới vô nửa xô mới nửa xô rồi mới thấy xuất hiện. Đây là giá là 1.200 cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên hạt 14 ly. À, Thanh Nguyễn qua bên cái trang của Facebook này, Facebook rồi. Dạ. Comment rồi, số phone luôn. Comment số phone ở bên đó để cho khách hàng dễ mua nha. Chào Trang Lưu, chào Minh La. Và cái này là giá là 1.200 cho cái chầm núi rừng mọc tự nhiên hạt 14 ly. Và cũng có loại hạt 14 ly này mà giá tầm 800 mấy, công ty Trầm Hương Nguyễn cũng có nha quý vị nha. Vì tùy theo cái loại chầm đó, cái chất lượng chầm, cho nên là cùng size hạt 14 ly nhưng mà giá trị nó sẽ khác nhau. À, giống như một cái anh khách là, không biết anh có trên đây không biết, anh gọi cho Hương Nguyễn anh nói vậy nè. Em ơi, bạn của anh đã mua hàng của em rồi cho nên anh muốn tìm tới em để mua. À, nhưng mà anh không có thích mấy cái hàng mà nằm ở bên ngoài nha, anh thích cái lỗi ở bên trong á. Cái lỗi dầu nó nhiều thiệt nhiều á. À, cái hạt 14 ly thì em bán giá bao nhiêu? Cái Hương Nguyễn mới nói là dạ, à, anh ơi, cái hàng VIP như vậy á thì bên em bán á là từ 14, 15, 16 ngàn tùy theo cái độ dầu. À, cái ảnh mới nói là ừ, em nói vậy đúng rồi đó, chứ em nói mấy trăm đô là anh không có mua đâu, tại anh biết chầm chứ không phải anh không biết đâu, nói mấy trăm đô là anh không có mua đâu. Là cái anh đó anh nói vậy đó. À, rồi và chào Thảo Anh nha. À, này 12 ly nha, giá 1.200. 14 ly hả? À, sao cho nên ghi 12 ly ta? Ghi lộn hả? Ghi lộn á. À, 14 hình chữ lớn ghê á, 14 ly nha, 14 ly dành cho nam, nữ thích đeo hạt lớn cũng được luôn nha, giá 1.200 nha. Đó. Chồng Hương Nguyễn ghi lộn á, chào Thảo Anh. Rồi cho cả nhà mình cho 5 phút quảng cáo. À, dạ, 1 phút quảng cáo. Đây. À, cái show này là show đêm huyền thoại. Show đêm huyền thoại nha, của Đa Nguyên Entertainment và cộng tác với lại bên gì QD nha. Quốc Dương để làm cái show này. Và nam ca sĩ Đa Nguyên là đại diện hình ảnh cho công ty Trầm Hương Nguyễn. Quý vị thấy đẹp không? Thấy nam ca sĩ Đa Nguyên đẹp ha, lung linh luôn. À, và trong cái chương trình này thì có là nam ca sĩ Đa Nguyên nè. À, anh ca sĩ Lâm Nhật Tiến nè, anh Lam Trường nè, chị Thanh Thảo nè, ca sĩ Minh Tuyết nè, ca sĩ Hà Thanh Xuân nè, Mai Thiên Vân, với lại Mai Thiên Vân nè, rồi ca sĩ Lam Anh nè, ca sĩ Lam Anh, và ca sĩ Vũ Sư, Johnny Dương, và MC là có nghệ sĩ Hoài Tâm, chị Hồng Đào, anh Hoài Tâm và chị Hồng Đào. Và đương nhiên là không thể thiếu một MC là đang ngồi kế bên Hương Nguyễn là anh Đức Tiến. Dạ. Và hiện tại thì show cũng gần show out rồi, cho nên cả nhà mình nhanh tay để đặt vé cái đêm huyền thoại này.
ngày 8 tây tháng 9 9 nha. Thứ dạ, 6, ngày 8 tây tháng 9 vào thứ 6 ở Oxy này, một đêm duy nhất, đêm huyền thoại và cũng là một đêm duy nhất tất cả ngôi sao đều hội tụ về cái show này. Cho nên cả nhà mình có ai ở đâu mà ở xa đến á thì mua vé dẫn gia đình mình đi xem cái show này nha, rất là đặc biệt luôn. Mà show này là show lớn nhất ở Oxy mình trong cái tháng 9 này. Dạ vâng. Rồi ai cần mua vé show đó vẫn gọi về số phone của Hương Nguyễn nha, 714-588-9989. Chào cả nhà mình. Và cả nhà mình nhớ cái đêm huyền thoại là ngày 8 tây tháng 9. Dạ ngày 8 tây tháng 9 và sau đó là 10 tây tháng 9 là hai anh em Đức Tiến và Hương Nguyễn sẽ bay đi Việt Sài Nam. Gòn, Việt Nam. Dạ nhưng mà vẫn live, vẫn live không có nghỉ ngày nào hết nha cả nhà mình. Đi vẫn live, dạ, đi về Việt Nam. Cho đỡ ghiền không? Live cho đỡ ghiền. Và bây giờ thì nãy giờ là Hương Nguyễn lên những cái mẫu trầm núi rừng mọc tự nhiên rồi. Bây giờ Hương Nguyễn sẽ lên những cái mẫu trầm hương do con người trồng cấy. Giá nó mềm hơn, giá nó thấp hơn, dễ mua hơn. Và sau đó thì sẽ có hai món quà tặng đặc biệt cho cả nhà mình cho buổi live ngày hôm nay. Dạ. Đây là một cái trầm hương do con người trồng cấy chuỗi 108 hạt 6 ly. Trầm hương do con người trồng cấy thì vẫn có mùi trầm nha cả nhà mình. Vẫn là hàng thật 100% dạ, vẫn nha. Vẫn là hàng thật 100% và cái mùi trầm nó sẽ ít hơn cái hàng tự nhiên thôi. Đây là trầm hương do con người trồng cấy chuỗi 108 hạt 6 ly. Mix với lại những cái viên đá màu đen giá là 360 đô. Và những cái viên đá màu đen này là hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim. Dạ, hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim giá là 360 đô, hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim. 360 đô nha. Dạ. Cho cái chuỗi này trầm hương do con người trồng cấy vẫn là hàng thật 100%, mix với cái đá màu đen nha. Cái màu đá này chúng ta sẽ thay đổi ý quý vị được nha. Đó, vẫn là hàng thật 100%, giá là 350 đô cho cái chuỗi này nha. Đó. Dạ. Mình quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được luôn. Và đây là trầm hương do con người trồng cấy hạt 14 ly dành cho cổ tay nam. Giá là 280 đô dành cho cổ tay nam nha, hạt 14 ly. Giá là 280 đô. Còn cái hạt 10 ly dành cho cổ tay nữ là giá 150 đô cho cái trầm hương do con người trồng cấy. Và bây giờ Hương Nguyễn sẽ giới thiệu sơ về những cái nhang trầm, bột trầm và nụ trầm. Và sau đó sẽ lên cái mẫu quà tặng đặc biệt cho rồi, ngày hôm nay nha cả nhà mình. Đây là cái vòng đeo tay 14 ly dành cho nam nha, 14 ly dành cho nam. Còn nữ nào thích đeo hạt lớn vẫn đeo được hạt 14 ly trầm hương do con người trồng cấy, giá là 280 đô cho cái mẫu này nha, 14 ly. Hàng này là hàng trồng cấy, vẫn là hàng nguyên thủy nha. Tức là người ta lấy từ cái thân cây gió bầu được cấy men vi sinh và tạo trầm và lấy xuống và tạo thành hạt thôi, không có thêm dầu, thêm keo, thêm mùi gì cả nha. Nên vẫn là hàng tập 100% cho cái mẫu này, 280 đô. Đó. Yeah. Rồi ai thích cái mẫu nào comment bên dưới nha. Trong vòng khoảng 2 phút nữa thôi, Đức Tiến và Hương Nguyễn sẽ đến với hai sản phẩm và có giá đặc biệt cho quý vị. Dạ, và công ty Trầm Hương Nguyễn là chỉ có một tiệm duy nhất nằm bên trong thương xá Phước Lộc Thọ ở miền Nam Cali. Hello. Không có chi nhánh thứ hai. Và tất cả chốt đơn hàng giống như là mình gửi check hay là gieo tiền hay là cà thẻ thì chỉ có một số phone duy nhất là 714-588-9989. Còn lại là giả mạo hết nha cả nhà mình. Vì hiện tại có rất nhiều người đang lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên trước đây và hiện tại vẫn đang là đại sứ độc quyền thương hiệu cho bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Không có quảng cáo cho bất cứ về cái sản phẩm trầm hay là jewelry nào khác hết. Cho nên là có rất nhiều người Đan Nguyên đang là đại sứ độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn. Dạ, để quảng rồi. Cáo về trầm hương và các về trang sức. Dạ. Dạ. Cho nên là có rất nhiều người đang lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên để giả mạo với mục đích là quảng bá những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc và bán những cái hàng trôi nổi làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty Trầm Hương Nguyễn rất là nhiều. Cho nên cả nhà mình khi giới thiệu bạn bè mua giúp dùm Hương Nguyễn là cho đúng một số phone này thôi. 714-588-9989. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại nhang trầm hương nha. Vì sao chúng ta phải xài nhang trầm hương mà không xài những loại nhang đang bán ngoài chợ từ bao nhiêu năm nay? Tại vì đơn giản những cái nhang mà chúng ta đã từng sử dụng bao nhiêu năm nay nhang ngoài chợ là những cái bột mọc cưa người ta tẩm màu, tẩm mùi, tẩm hóa chất, càng đốt chúng ta nghe mùi rất là khó chịu và đốt ngày này tháng nọ năm kia thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng đến dị ứng, bị chảy nước mắt, chảy nước mũi nha, và nó thấm độc vô người mình từ ngày nào mình không hay. Với cái sản phẩm nhang trầm hương, bột trầm hương này là hoàn toàn organic 100% tự nhiên nha, không có pha bất cứ một cái tạp chất nào vô cả, nên mình an tâm sử dụng và hương thơm rất là dễ chịu. Và đây cũng là cách đơn giản nhất để cho quý vị sẽ cảm nhận và biết được đây là mùi trầm hương thật. Dạ. Yeah.
Và đây là nhang trầm hương, giá là 59 đô cho 20g. Cho 20g nha, cho giá là 59 đô cho cái nhang không tim, khoảng 100 thanh nhang hơn trong đây nha cả nhà mình. Giá là 59 đồng cho một ống nhang không tim như thế này. À, một khoảng 100 cây trong này nha, 100 cây, 100 thanh nhang nha. Đó, đây. Có nhiều ống hơn 100 thanh nhang nữa. Dạ. Và tại vì cái này là cân gam cho nên là có nhiều lúc mà mình chạy cái ống chạy nhang á, nhiều lúc mình chạy có cây dày, nó hơi dày rồi cái cây không? Nó mỏng cho nên là có nhiều cái là hơn 100 thanh chứ không phải là 100 thanh trong đó. Và đây là cái loại nhang tiếp theo là giá 85 đô, có cái logo trên nắp nha. Vì có nhiều anh chị em nói là ô chị mua được, chị được mua tặng, chị không biết cái giá bao nhiêu, thì Hương Nguyễn phân biệt cho quý vị nhìn thấy nè. Đó, cái ống bằng giấy là giá 59 đô, còn cái ống bằng gỗ mà có logo trên nắp là giá 85 đô. Dạ, và tiếp theo là có chữ nhang trên cái nắp là giá 110 đô. Dạ, và tiếp theo vẫn là nhang không tim luôn, vẫn là 20g mà có chữ nhang và cái chữ VAV nằm đây thì giá là 135 đô, hiện tại là loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay. Dạ. Rồi. Và dạ là có 4 loại nha. Và tiếp theo đây là cái khay bằng gỗ đi xong nhang trầm, giá là 30 đô cho cái khay gỗ này, mình bỏ ra 30 đô mình mua mà mình xài hoài luôn á cả nhà mình. Dạ, và tiếp theo đây là một cái hũ bột trầm 30g, mình có xài trên 3 tháng nha cả nhà mình. Mình xài trên 3 tháng nha, 30g trị giá là 170 đô cho 30g. Và 50g là trị giá 270 đô, mình xài trên 6 tháng nha. 50g là mình xài trên 6 tháng là 270 đô. Mỗi lần mình xài mình lấy ra một cái lượng bột trầm hương trong này là một lượng vừa phải, đặt bằng cái đầu ngón út mình thôi nha. Và mình bỏ vào trong cái lư để mình đốt nha, dùng cái quẹt dài mình đốt vô. Và khi lửa vừa cháy xong chúng ta lấy tay phủi nhẹ ra để mà cái hơi lửa tắt đi và cái hương, cái khói á nó bay lên. Đó là cái hương thơm trầm hương nó bay lên lan tỏa trong cái không gian căn nhà, căn phòng của quý vị. Cái hũ này là 170, xài được 3 tháng trở lên. Dạ, còn cái loại 50g này là xài trên nửa năm nha cả nhà mình, giá là 270. Và khi mình mua 50g thì nó sẽ lợi hơn cái loại 30g. Đúng rồi, đó, dạ. Hai hũ 170 và 270, 30 và 50, dạ. Dạ, và tiếp theo là cái nụ trầm hương 50g trên 72 nụ, giá là 280 đô. Và mình có thể mua những cái hộp nhang nụ này bên ngoài mười mấy 20 đô rất là nhiều quý vị. Nhưng mà trầm hương thì nó không rẻ vậy đâu. Dạ, trầm hương thì... nó không thể nào mà nó quá rẻ như vậy, cho nên là khi mình mua ở bên ngoài, thị trường bên ngoài thì mình phải biết được là trong đó là nó có xử lý mùi của hóa chất thì mình đốt vào nó sẽ rất là độc hại. Còn công ty Trầm Hương Nguyễn bán tất cả những cái sản phẩm trầm hương và về nhang trầm, bột trầm đều là organic 100%, vì là những người nào mà bị allergy rất là nặng á, mình xài cái nụ trầm hay là bột trầm gì cũng không có vấn đề gì hết nha. Thậm chí có nhiều người khách hàng người ta xài xong người ta còn nói là người ta được, nó giảm cái allergy trong người người ta rất là nhiều luôn á. Dạ, và đây là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng, giá là 60 đô. Dạ, cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng, giá là 60 đô. Và cái này là mình mua 60 đô mình cũng xài hoài luôn á, vì là nó bằng gỗ thì nó rất là khó để bể. Và bên trong là có cái miếng chống cháy, và mỗi lần mình mua thêm bột trầm là công ty Trầm Hương Nguyễn đều cho thêm cái miếng chống cháy để mà mình xài. Vì là cái miếng chống cháy mà nó bị chai là sẽ bị tắt cái bột, cho nên là mỗi lần mua thêm bột là công ty Trầm Hương Nguyễn đều có cho thêm cái miếng này. Nên cả nhà mình yên tâm, mình mua 60 đô là mình xài hoài luôn á. Dạ. Rồi, cái nhà mình, các anh chị ơi, các anh chị đã coi từ nãy giờ đến tiếng Hương Nguyễn nói rất là nhiều về sản phẩm hương rồi. Ngoài ra còn có những cái dây đeo tai nha, những cái lắc đeo tai, vòng đeo tai mắc khúc có bọc vàng, có các tên, các chữ trên đó ha. Có những cái chuỗi, những cái sợi dây chuyền mắc khúc rất là nam tính, rất đàn ông nha. Những cái mặt dây chuyền có, mặt đó là mặt Phật bà cũng có, hoặc là thánh giá trên đó cũng có luôn. Đó, hay là đặt những cái custom rất là tự nhiên của nó, không có tác động bởi con người nha. Được bọc vàng hai bên và cái hình dáng, hình thù của nó là hoàn toàn tự nhiên. Nói chung là công ty Trầm Hương Nguyễn có làm thiết kế theo ý của vị, tức là nhận làm custom, làm thiết kế mẫu mã kiểu dáng theo ý và đơn đặt hàng của quý vị nha. Khắc tên, khắc chữ, tên vợ, tên chồng, tên con cái, tên công ty, hay là tên Phật tử, là tên pháp danh hả? Pháp danh hay là bất cứ một cái tên nào luôn cho quý vị được luôn nha. Hay làm quà tặng đều được hết, thì quý vị cứ comment hoặc là gọi về trực tiếp số phone của Hương Nguyễn là 7145889989. Giống như nam ca sĩ Đăng Nguyên là đại sứ thương hiệu bên công ty Trầm Hương Nguyễn đó quý vị, có đặt một cái vòng và khắc một cái tên của anh Daniel Win á, tặng cho anh Daniel Win một cái vòng hàng VIP nha. Dạ. Có thể. Nam ca sĩ Đăng Nguyên không tặng thôi, tặng là tặng hàng VIP. vì em ấy cũng đeo hàng VIP cho nên là người ta nhìn vào người ta thích á, thì em ấy có tặng, nhưng mà tặng là tặng hàng VIP không á. Đúng rồi. Chào Quỳnh Uyên, chào Sáng Châu, hello, chào Hồng Thúy Lê, chào cả nhà mình, hello, nha Đức, chào cả Đức. Nhà mình rồi, và bây giờ thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ lên 2 mẫu với giá quà tặng. Cả nhà mình ở trong đây đang xem trực tiếp, có ai muốn mua mẫu nào
thì comment bên dưới, Hương Nguyễn sẽ lên cái mẫu đó với giá quà tặng hôm nay. Còn nếu như mình chưa có ý định mua hôm nay thì Hương Nguyễn và Đức Tiến sẽ bốc những cái mẫu ngẫu nhiên để với cái giá quà tặng. Và sau khi up cái like này, công ty Chậm Hương Nguyễn có download video này để đăng lại trên kênh YouTube Chậm Hương Nguyễn, để những anh chị em cô chú nào mà không có sử dụng Facebook có coi được để mà chốt được với cái giá quà tặng. Dạ, còn các chị nào đang coi á, thì ở xa để an tâm là công ty Chậm Hương Nguyễn sẽ free shipping đến tận nhà cho quý vị nha. Nên mình an tâm là mình sẽ được nhận đến tận nhà, được free shipping đến tận nhà luôn. Dạ, rồi và bây giờ thì vẫn chưa có ai muốn cái mẫu ngày hôm nay. Chào Liên Thị Kiều, chào Hồng Nguyễn. Vậy thì hôm nay mình bốc những cái mẫu nào để mình làm cái giá quà tặng đây anh Tiến. Chọn một mẫu đi, em chọn một mẫu. Thì anh muốn cái chọn cái mẫu cho các bạn lần đầu tiên coi trên trang của anh luôn nè. Cho cái mẫu của cái chuỗi mân câu với lại cái bột trầm hương đi ha. Với cái này hả? Em muốn cho cái tặng cái này. Dạ. Ok, lấy cái này trước đi ha. Cái này đi. Ok. Dạ, chào Huyền Mỹ nha. Đây, cái này là dễ mua nè. Dành cho các anh chị nào đang coi show này thường xuyên đồ nhưng mà cũng muốn mua. Nhưng mà như anh yêu theo bà của em kìa. Anthony đang bay qua trang của Trầm Hương đang coi luôn. Rồi. Annie, chào Annie. Dạ. Chào Annie Nguyễn nha. Chào Annie Nguyễn, chào chị Annie Nguyễn. Và hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ lên cái mẫu quà tặng này là một cái chuỗi 108 hạt 6 ly. Trầm hương do con người trồng cấy, có mít với lại viên đá màu đen. Và mình có thể chốt cái mẫu này với giá quà tặng và yêu cầu công ty Trầm Hương Nguyễn đổi đá màu khác cho mình đều được nha cả nhà mình. Đây là trầm hương do con người trồng cấy, vẫn là trầm thật 100%. Mùi vẫn có nhưng mà nó ít hơn những cái hàng tự nhiên thôi nha cả nhà. Giá là 360 đô. Thì hôm nay Hương Nguyễn sẽ tặng cho cả nhà mình là 30 đô, là còn 330 nha. Wow. Dạ là còn 330. Còn nếu mình ra tại Mo Phước Lộc Thọ, công ty Chậm Hương Nguyễn mình mua, hoặc là mình mua tại công ty Chậm Hương Nguyễn ở Việt Nam thì đúng giá niêm yết bán, không có tặng. Chỉ có mỗi lần lên live như thế này thì chỉ tặng cho một vị khách duy nhất là mua với giá là 360 mà tặng 30 đồng, là còn 330. Còn không thôi là nếu như mà mình là người gọi trễ thì mình mua đúng giá là 360 luôn. Dạ, mình mua đúng giá niêm yết là 360. Thì công ty Chậm Hương Nguyễn tặng cái chuỗi này trị giá là 360 đô, tặng 30 đô, là còn 330 nha cả nhà mình. Và hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim, hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim. Và mình có thể sau khi up cái like này gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên để mua được với giá quà tặng. Mình có thể đổi cái màu đá màu khác là công ty Chậm Hương Nguyễn làm được cho cả nhà mình nha. Cho nên là mình đừng có bâng khuâng ở cái viên đá này mình không thích. Dạ, có đá màu đỏ, đá màu xanh, đá màu trắng, đá màu vàng, có rất nhiều loại đá để cho mình chọn. Cái quan trọng là mình mua cái loại trầm với cái giá phù hợp với cái mong muốn của mình mua. Đây là giá là 360 đô, trầm hương do con người trồng cấy, vẫn là trầm thật 100%, không có bất kỳ 3 nha cả nhà mình nha. Yeah. Rồi và bây giờ anh Tiến chọn một cái món thứ hai đi. Dạ, đây là cái chuỗi trầm hương 108, hàng này do con người trồng cấy nha quý vị. Vẫn là hàng thật 100%, có mấy cái đá màu đen. Trời ơi, đang gọi của em hả? Bấm vô đi. Bấm vô. Rồi. Rồi chị. Rồi đây, giá là 360 và hôm nay sẽ được tặng cho quý vị 30 đô cho một người thôi nha. Còn người thứ hai sẽ mua nguyên giá full giá nha quý vị. 360 nè. Full giá đó, 360 và được tặng 30 đô, là còn 330 cho cái chuỗi này, dễ mua nè. Ai comment dưới kìa. Chị Ngọc Thanh Nguyễn chốt 330. Dạ rồi. Ủa sao không thấy ta? Sao phải tanh thấy mà mình không thấy trên đây nè. Rồi, em chốt cái này 360 còn 330 cho chị Ngọc Thanh Nguyễn nha. Dạ. Rồi, chúc mừng cho chị Ngọc Thanh đã chốt cái này rồi nha. Dạ. Và đây, và cái món hôm nay là không biết chị vui vẻ còn ở đó không à. Đây, cái món hôm nay không biết bạn chị có đang xem không. Đây là trầm núi rừng mọc tự nhiên và gần như hàng chung nha. Nếu mình mùa hôi dầu mình đeo nó sẽ đậm màu và bóng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay Hương Nguyễn muốn tặng cái mẫu này là người thứ hai. Dạ, tặng cái mẫu này chị là chị vui vẻ ơi, chị còn ở đó không mà. Nếu chị còn ở đó thì cho Tiến một cái dấu chấm hay một comment hay là một cái số gì đó để biết chị đang còn ở đó, để Hương Nguyễn và Đức Tiến sẽ chọn mẫu này cho chị nha. Đây, hello Hậu Ninh Nguyễn đang coi Đức Tiến luôn. Chào Hậu Ninh Nguyễn nha. Và đây là giá là 1,200 đô, và hôm nay Hương Nguyễn sẽ tặng 100 đô cho khách hàng mua cái vòng này. Và người thứ hai mua là vẫn full giá 1,200 nha, tặng 100 đô là còn 1,100. Cái này là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà mình. Trầm núi rừng mọc tự nhiên tặng 100 là còn 1,100. Còn nếu người thứ hai mua vẫn là full giá 1,200. Và sau khi up cái like này, công ty Chậm Hương Nguyễn có download cái video này để đăng lại trên kênh YouTube của Chậm Hương Nguyễn.
thì ai muốn chốt với cái giá đặc biệt được tặng 100 đô thì phone cho Hương Nguyễn đầu tiên thì mới được chốt với giá quà tặng, còn người thứ hai mua thì vẫn full giá là 1.200 nha cả nhà mình. Dạ. Yeah. Chào Hùng Trương. Chào chị Annie Nguyễn, lâu lắm mới thấy chị vô đi xem em nha. Đây là cái vòng đeo tay mân côi có thánh giá nha. Còn các anh chị nào nếu mà xem nó là thời trang cũng được luôn. Còn các bên đạo thì sẽ có thánh giá xem như là vòng đeo tay mân côi. Hạt của nó là mấy ly ha? Hạt của nó là 10 ly. 10 ly nha, vòng đeo tay dành cho các chị, các cô đây. Giá của nó là 1.200. Đây là trầm hương núi đường tự nhiên, hàng tập 100%. Để mình tự tin mình mua nha. Và cũng như là mình tự tin để làm quà tặng luôn. Có giấy tờ chứng nhận cho các anh chị đây. Giá là 1.200 và hôm nay công ty Trầm Hương Nguyễn tặng 100 đô. Dạ đúng là, rồi. Tặng 100 đô là còn 1.100 đúng không? Muốn ép thêm cái gì vẫn được đúng không em? Dạ muốn đúng ép rồi. Thêm và muốn pin ép vàng, vàng, hoa sen vàng. Tại vì bữa hổm cũng có một chị cách chỉ mua xong rồi tất cả những cái này nè, chỉ làm bằng vàng 18K hết. À dạ. Thay thế được đúng không? Dạ, mình đúng có rồi. Thể ép thêm vàng, ép thêm đá, hoa sen bằng vàng, tỳ hu, vân vân thì bên công ty vẫn có thể ép cho quý vị luôn. Còn bây giá của nó bây giờ là 1.200. Và được tặng 100 đô, tức là còn lại là 1.100 nha. Đó, và ưu tiên ai coi được cái livestream này thì có thể comment hoặc là gọi về trước. Ai được chốt trước thì mua trước. Còn người thứ hai thì nếu mà mua cái này là mua full giá, mua nguyên giá là 1.200. Bây giờ tặng 100 đô là còn 1.100. Dạ. Dạ. Còn nếu như mình ra tại Mall Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn mình mua thì đúng giá là 1.200, không có tặng nha cả nhà mình, vì là giống như là một cái cô khách mà cổ nói có 72 tuổi đó, anh nhớ không? Dạ, là cổ mua một cái vòng hàng VIP 3.800, cổ không được tặng cái gì luôn. Dạ, cổ không có được tặng gì luôn. Dạ. Rồi, và mình chỉ mua trên đây mình mới được tặng thôi. Mình mới được tặng 100 đô cho cái vòng 1.200. Mà mình được tặng 100 đô là còn 1.100 nha. Nhưng mà cũng chỉ tặng cho một người duy nhất. Gọi về cho Nguyễn sớm nhất là 714-588-9989. Ai chào mình nãy giờ mình không thấy được luôn á. Chị Annie. Hai chị Annie nha. Rồi, dạ. Và tặng 100 đô là còn 1.100 nha. Và bây giờ là Hương Nguyễn và anh Đức Tiến ốp cái like này. Ồ, để 7 đi giờ luôn, đi rồi nha. Bây giờ là Đức Tiến và Hương Nguyễn phải chào tạm biệt cả nhà nha. Ai cần mua thêm cái gì hay là cần đặt hàng thêm cái gì, coi cái livestream này mà chưa có thấy được cái món mà mình muốn mua á, thì mình cứ tự nhiên gọi về nha, để Hương Nguyễn có thể tư vấn cho các anh chị nha. Tại vì mỗi lần lên livestream có khoảng 1 tiếng thôi, mà hai anh em 8-30 phút rồi. 30 phút còn lại là lên những mặt hàng mà hầu như là do Đức Tiến và Hương Nguyễn tự chọn, nên đôi khi sẽ chọn không đúng ý của các anh chị nhiều lắm. Nên là hy vọng là các anh chị có tâm tư tìm hiểu mua Trầm Hương, hay là mình nghe rất là nhiều rồi mà mình vẫn có những mắt mà mình ngại comment hay là ngại không cho người ta biết mình muốn cái gì, thì cứ đừng ngần ngại, đừng lo lắng, cứ gọi về cho Hương hoặc nhắn tin cho Hương luôn 714-588-9989. Và khi cuối like là cả nhà mình ơi, nhớ gặp nhau đêm huyền thoại này nha. Chỉ một đêm duy nhất ở OC mình, và đặt vé mua vé cho cái đêm huyền thoại này cũng gọi cho Hương Nguyễn là 714-588-9989 để mình có được những cái chỗ ngồi tốt nhất nha. Và 714-588-9989 cho cái đêm huyền thoại ngày 8 tháng 9 này. Một đêm tất cả ngôi sao đều hội tụ vào cái show tháng 9 này, show lớn nhất vào vào cái tháng 9. Lớn trong năm là dạ, luôn á. Lớn nhất trong năm luôn á, chứ không phải là lớn nhất vào tháng 9 đâu. Dạ. Và có nhiều anh chị em đều hỏi là ô cái show này có ngày nào khác nữa không? Dạ, chỉ có một ngày duy nhất thôi, một đêm duy nhất vào ngày 8 tháng 9 thôi. Cho nên là cả nhà mình có ai mà bay ở bang xa tới thì mình cũng đừng bỏ qua cái show này, một đêm huyền thoại, và cũng là một đêm ngôi sao hội tụ á. Dạ. Và rồi, và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình nha. Hai anh em mình đi ăn đây. Đi ăn birthday. Đi ăn birthday. Bye.